Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, sang cái năm Canh Tý 2020 thì những con giáp may mắn này sẽ lọt vào mắt xanh của thần tài, tiền ùa vào nhà, ào ào như thác lũ sau mưa. Cả năm sung túc phú quý, phú quý ập xuống đầu của nó chật nhà chính là phúc phần trời cho ba con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này. Tức là trong cái năm 2020 này thì ba con giáp này sẽ đạp trúng hũ vàng, rũ sạch cái vận đen, làm gì cũng kiếm được bội tiền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Tỵ. Trời sinh tuổi Tỵ tài năng khôn khéo và có gan làm giàu, nhờ thế mà dù thất bại không ít lần, chảy ra chóc vảy lắm phen, nhưng Tỵ vẫn kiên định với con đường mình đang đi, gặt hái những cái thành quả khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Và xem tử vi năm Canh Tý chỉ rõ thì con giáp này sẽ là con cưng của thần tài, làm gì cũng kiếm được bội tiền. Và đặc biệt là tháng 4 năm 2020, Tỵ sẽ làm một hướng người tài lộc thăng hoa rực rỡ, muốn nghèo cũng chẳng được. Và con giáp thứ hai đấy là tuổi Thìn. Chỉ cần bước sang năm Canh Tý 2020 thì đời Thìn sẽ sang trang mới, hân hoan phấn khởi hơn rất nhiều, và những cái khúc mắc khó khăn sẽ ở lại trong cái năm cũ để nhường chỗ cho cái may mắn phú quý theo chân con giáp này sang cái năm mới. Nhờ có tài khí vây quanh, cát tinh chiếu mệnh nên Thìn sẽ làm đâu thắng đó, kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ cái công việc kinh doanh của mình. Càng về cuối năm thì Thìn càng đại cát đại lượng, tha hồ đếm tiền sái tay. Và tuổi thứ ba là tuổi Ngọ. Là người có óc sáng tạo bất tận, có tầm nhìn và luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, nên khó khăn thất bại chẳng hề làm cho Ngọ chùn chân mỏi gối. Ngược lại thì đây chính là cái động lực để Ngọ phấn đấu không ngừng cho cái tương lai của mình. Và Canh Tý 2020 thì con giáp này sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, tiền ùa vào nhà. Thế nên nếu được cấp trên giao cho một cái dự án khó khăn thì Ngọ đừng ngần ngại nhận lấy. Đấy chính là cái cơ hội nghìn năm có một để Ngọ đổi đời. Quý anh chị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp sang cái năm Canh Tý 2020 này đạp trúng hũ vàng, rũ sạch vận đen và làm gì cũng kiếm được bộn tiền may mắn sẽ lọt vào mắt của thần tài, tiền của ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa, phú quý ập xuống đầu của nó chất chật nhà chính là phúc phần trời cho ba con giáp may mắn này nhận được trong cái năm Canh Tý 2020. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.